Chỉ với 75k ghi đông của xe bạn sẽ đẹp và sáng bóng hơn. Các bạn không nghe lầm đâu, chỉ với 75k thôi. Đây cho các bạn coi nè. Đối với lại cái phần gù zin thì bảo đảm luôn, nó bằng chất liệu bằng sắt mà, cho nên đi một thời gian nó sẽ bị chốc sơn nè, nhìn vô cùng tệ, rất là xấu luôn nha. Và nếu như các bạn cần một cái sự thay thế mà nó phải rẻ, nó phải đẹp, nó phải bền và nó phải sáng bóng thì chỉ với 75k thôi, chúng ta sẽ có ngay tất cả những cái vấn đề đó. Thì tại sao Vinh lại nói nó rẻ, bền, đẹp, xài lâu và không bay màu? Bởi vì gù này là gù Salaya, làm bằng chất liệu inox. Thì inox anh em biết rồi đó, nó luôn sáng bóng và nó cực kỳ bền luôn. Đó, sẵn thì chia sẻ cho các bạn cái cơ chế này luôn. Tại sao lại có thêm một cái cục màu vàng nằm ở đây? Thì đối với lại những cái ghi đông mà chúng ta không có những cái ống bên trong này á, để chúng ta bắt á, thì chúng ta có thể xài cái cục này, chúng ta nhét thẳng vào luôn. Thì các bạn cứ siết ốc lại, thì cái cục này nè, nó sẽ phồng ra và nó ôm vô cái phần ghi đông của mình đó. Còn nếu như mà xe của anh em á mà đã có được cái cục ở bên trong này rồi đó, thì các bạn tháo bỏ cái này ra, chỉ cần lấy con ốc bắt vào trực tiếp là xong rồi. Chỉ với 75k thì bây giờ gắn vô xe nó sẽ trông như thế nào, thử nha mọi người. Có thể tháo được những cái dạng gù zin này ra thì các bạn cần phải có một cây vít đóng ha. Sau đó chúng ta sẽ đóng cái gù ra ngoài và chúng ta thay cái gù Salaya vào. Đối với lại cái gù Salaya thì các bạn cứ yên tâm, nó sẽ sử dụng là dạng ốc lục giác. Vì vậy chúng ta chỉ cần lấy cái lục giác vặn vào thế là xong thôi. Vô cùng đơn giản luôn. Và những cái công đoạn này Vinh nghĩ nếu như anh em có thể tự tháo gù ở nhà thì chúng ta cũng có thể tự thay thế được nha. Rồi, vậy là chúng ta đã gáp xong cái gù 75k. Đó, các bạn thấy không? Gáp vô một cái là nhìn vô cái sự ghi đông của mình là nó sang bóng, nó nhìn nó khác biệt hoàn toàn liền lúc nãy luôn. Vậy là tổng cộng hai bên là nhiêu anh em? 150k nha. Làm sao vậy? Sao mới đầu không nói vậy đó? Nói đùa với anh em vậy thôi. Đây là một cái cặp gù Salaya có giá là 150k một cặp nha. Thì chia ra thì 75k một bên là đúng rồi. Nhưng mà cái dạng gù này là chỉ bán theo cặp thôi nha. Chứ anh em đừng có ghé vô shop mà kêu mua một cục, mình rồi bán không có được đâu, không có bán lẻ một cục. Đó, vậy thì gù zin của xe anh em nào mà nó bị xấu nè, bị chày nè, bị chốc sơn, bị cũ quá mà anh em muốn tốn tiền chỉ một lần duy nhất mà nó đẹp trọn đời như thế này á, thì có thể ghé trực tiếp lại shop hai bánh của anh mình để có thể lựa chọn và thay những cái mẫu gù ưng ý nhất dành cho xe của mình nha. Nhắc lại, đối với lại gù Salaya này có giá là 150k một cặp, miễn phí công lắp đặt mà còn được tặng kèm thêm 4 bước chăm sóc xe nữa, trong đó sẽ bao gồm là vệ sinh kính hậu nè, mặt đồng hồ, tăng thắng, tăng sơn, tăng côn lẫn bơm bánh xe. Bởi vì sếp Vinh chia sẻ không quan trọng hóa đơn của anh em là bao nhiêu tiền, quan trọng là phục vụ anh em cảm thấy hài lòng và anh em thường xuyên quay trở lại ủng hộ shop hai bánh là bên mình đã cảm thấy vui lắm rồi. Vinh ba tuổi, xin chào và hẹn gặp lại anh em.